Thưa quý vị và các bạn, thông tin liên quan đến hộ chiếu mẫu mới sẽ mở đầu tin nóng của chúng tôi. Trước việc có đến 3 nước châu Âu đã lên tiếng không công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam là Đức, Tây Ban Nha và Cộng hòa Séc vì thiếu một nơi sinh. Mới đây, Bộ Công an vừa thông tin sẽ bổ sung phần ghi chú này trong hộ chiếu mới. Bộ Công an vẫn khẳng định mẫu hộ chiếu mới tuân thủ đúng các nội dung trong luật xuất nhập cảnh, thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO. Nhiều quốc gia cũng không ghi nơi sinh trên hộ chiếu như Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hầu hết các nước vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, chỉ một số nước tạm thời chưa công nhận do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật. Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang phối hợp cùng các bên liên quan để xử lý các vấn đề mang tính kỹ thuật và tin rằng sẽ sớm giải quyết được. Trước mắt, Bộ Công an sẽ bổ sung phần ghi chú nơi sinh trong hộ chiếu mới. Công dân muốn bổ sung thì đến Cục xuất nhập cảnh hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để bổ sung.